Trong phần trước chúng ta đã được hoàng thượng chuẩn tấu cho đi ngự lãm tiền triều rồi. Hoàng thượng ra đâu? Nhà sư thì đây là khu vực của tiền triều. Hậu cung không được can dự vào triều chính, thậm chí là không được bước chân ra đây nữa. Phải có là những cái sự kiện trong đại hay là những cái sự việc mà phải cho phép thì mới được bước ra đây. Ok, bây giờ thì mình đi ra cái cổng này thì sẽ đến hậu cung luôn. Là đàn ông thì khó nhất là được phê duyệt lọt vô hậu cung, nơi cung tần mỹ nữ giai nhân trú ngụ ở trong đó. Bởi vì chỉ sợ là nam nhân sẽ lén phén giàn díu với phi tần của hoàng thượng thôi đó mà. Mà xin hoàng thượng không cho thì mình sẽ đi xin hoàng hậu. Cảm ơn các nương nương. Vì mẫu nghi thiên hạ có quyền quản lý lục cung mà. Sau khi đã lọt qua được thị vệ chốn hậu cung, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cuộc sống của phi tần và cung nữ trong này, đặc biệt là bám sát cuộc đời của thái hậu Từ Hy từ nơi ăn ở cho tới lúc quy tiên. Nào cùng Fahoka sẽ dịch tới hậu cung Tử Cấm Thành nha. Ở đây chúng ta thấy đó là chân dung của Từ Hy thái hậu, lãnh cung nơi Trần Phi đã bị giam cầm ở đây. Mọi người nghĩ thì ngày xưa các phi tần ở trong cung sẽ như thế nào? Hình dáng của họ ra sao? Có xinh đẹp như là trong phim không? Khi mà trong cố cung thì họ làm gì? Họ chỉ ăn rồi làm đẹp và phục vụ cho nhà vua thôi. Họ không có công việc nào khác. Không có những cái đồ vui chơi giải trí như là bây giờ. Không có điện thoại hay là công nghệ. Nói chung là trong cung cuộc sống cũng rất là bí ẩn. Họ cũng không tập thể dục nữa. Không đụng tay đụng chân có người hầu kẻ hạ. Thì mọi người nghĩ là họ có giữ được thân hình gọn ghẽ như là trong phim không? Mà đây, để vô đây chúng ta thấy rất là nhiều cung nữ. Có hai trang phục đó là triều nhà Minh và triều nhà Thanh. Thấy không? Rất là dễ thương, xinh đẹp. Mọi người rất là quan tâm là cuộc sống ở trong cung sẽ như thế nào. Rồi các phân vị, các chức vị của những phi tần, mỗi người sẽ ở trong một cái cung khác nhau như vậy. Thì mỗi cung được thiết kế hay là trưng bày có khác nhau thôi các bạn hay không, thì chúng ta hãy vào bên trong hậu cung nhé. Bước qua cửa này thôi là tiến vào hậu cung rồi. Đông Tây Lục Cung là tức là mỗi bên có 6 cung hả Vy? Đông Tây 6 cung là phía đông, ở mỗi bên đông và tây đều có 6 cung. Và sẽ phân vị theo cấp độ như thế nào ta? Ví dụ như hoàng hậu sẽ ở đâu và quý phi sẽ ở đâu? Cái mọi người nhìn xem ngôi điện thứ nhất, thì bước vào cái cổng hậu cung thì là ngôi điện thứ nhất thì là nơi ở của nhà vua, còn sau nhà vua thì là hoàng hậu. Là hoàng hậu được sắp xếp ở gần hoàng thượng nhất. Còn đông phía đông và tây thì là các cái phi tần, nơi ở của các phi tần. Đây mọi người nhìn xem, có rất nhiều người du khách đang đứng ở trước hòn đá này xem. Đây thì là một hòn đá nguyên, chỉ một khối duy nhất. Hình như là phía trước của Thái Hòa Điện cũng có một cái, không phải Thái Hòa Điện, Bảo Hòa Điện. Phía trước cũng có nhưng mà cái tảng đá thì không lớn bằng cái này. Cái này là lớn nhất ở trong Tử Cấm Thành. Sao còn lớn hơn nữa? Khoảng tầm 170 tấn, khoảng tầm 200 tấn đấy. Này thì là 9 con rồng bay lượn ở giữa mây, giữa đám mây, vận chuyển từ hòn đá này từ Phòng Sơn, từ ngoài 60 cây khoảng 28 ngày. Mới vận chuyển được sang đây. 20.000 người cùng vận chuyển qua đây. Rồi, sau lưng Bảo Hòa Điện là chúng ta sẽ tới Càn Thanh Môn. Đây chính là nơi chính thức bước vào hậu cung. Một nơi mà chứa đựng rất là nhiều những cái câu chuyện mà có thể viết thành sử sách và làm thành phim. Bởi vì đây là nơi ở của những cái phi tần của hoàng đế, nói chung là vợ của vua, thời thiếp của hoàng gia. Và mọi người thấy trước khi vào hậu cung thì sẽ có hai con sư tử, cũng một được một cái. Nhưng mà đặc biệt ở đây là sư tử, những con kỳ lân ở đây lại nhắm mắt và cụp tai. Ý chỉ đó là hậu cung của những chuyện dù có mắt thấy tai nghe nhưng cũng nên giữ kín. Đó chính là triết lý sống và tồn tại ở trong chốn hậu cung này. Lần rồi. Bây giờ mình đến đâu rồi? Đây là đâu? Đây là gì? Quả. Trời ơi, rộng quá, Tử Cấm Thành vô đây thuốc, là lạc. Nhà thuốc Đông Y. Thuốc Đông Y bên này. Phải là Thái Y Viện không? Thái Y Viện không? Không biết là có phải là không? Không phải Thái Y Viện, tức là bây giờ là đã là
một triển lãm về cái thuốc đông y. Mình đang bệnh vô bốc thuốc luôn. Rồi. Ngự y. Ngự y dược. Nhà ngự y dược. Ngự y dược. Trong thái y viện vậy? Đúng. Ngự y dược. Thôi nương nương với công chúa nào đây. Ôi. Thôi mọi người thấy hôm nay có vẻ là một cái kỳ tuyển tú hay sao mà thấy ai cũng mặc đồ đẹp như vậy. Bây giờ là bởi vì bây giờ ở Trung Quốc là người ta rất là mốt về, rất là trend về đồ mặc đồ cổ trang, đồ cổ trang của Trung Quốc. Và Như Vy đây cũng đang mặc một cái áo cổ trang. Đi tuyển tú hôm nay, tuyển tú. Chúc Vy sớm đặt lên ngôi quý phi nha. Xin cảm ơn. Quý phi thì không dám thì trèo mình... cao lên, phải cao nhất có thể. Một hoàng hậu, một hoàng quý phi và hai quý phi. Và phía dưới nữa đó chính là phi và tần. Ngoài phi và tần thì có quý nhân thượng tại và đáp ứng. Và quý nhân thượng tại và đáp ứng thì không có lễ sắc phong. Thì ở trong thời cổ thì tuyển tú thì là qua một cái khâu quá trình rất là phức tạp và rất là nghiêm ngặt. Thì cứ 3 năm một lần. Đúng rồi, 3 năm một lần mà xe ngựa từ chở các cái người ứng tuyển đến cổng thần võ môn. Và thái giám sẽ dẫn họ đi vào bên trong. Thần vũ môn chính là cửa mà dùng cho hậu cung. Ngày xưa thì kỳ tuyển tú thì tại đây sẽ là nơi mà các cô gái trẻ sẽ tập trung đi xe ngựa tới đây để mà bước vào bên trong. Phủ nội vụ sẽ là người mà sắp xếp. Thì ngày xưa rất là nhiều những cái cô gái trẻ dưới thời nhà Thanh ước mơ được bước vào bên trong để mà sống một cuộc sống quyền quý nhung lụa, để mà có thể mang lại vinh dự cho gia đình của mình. Sẽ có hàng ngàn các cô gái trẻ tuyển từ khắp nước đổ về đây để mà dự tuyển. Rồi sau đó sẽ lựa chọn lại theo từng bước. Sau khi tuyển chọn xong thì họ sẽ về nhà, rồi sau đó sẽ quay lại cuối cùng và tuyển dụng tiếp. Một cô gái phải đầy đủ công dung ngôn hạnh và sắc đẹp nữa thì mới được tuyển vào bên trong trở thành phi tần của hoàng đế. Có những cô gái mà họ là cung nữ không muốn an phận thì vẫn muốn trèo cao, muốn trở thành phi tần của hoàng đế, thì họ vẫn có những kế sách mê hoặc hoàng thượng. Ngày xưa thì tuyển tú cho hoàng thượng còn khó hơn là đi theo hoa hậu bây giờ nữa các bạn. Dù là mỗi giai đoạn thì tất nhiên là sắc đẹp nó sẽ có thay đổi, thì hiếu về sắc đẹp mỗi thời nó sẽ khác nhau. Người ta sẽ tôn trọng đức hạnh của người phụ nữ hơn là sắc đẹp. Những cô gái trẻ phải đảm bảo rất là nhiều thứ ngoài sắc đẹp, kỹ năng tài giỏi ra, còn phải không bị hôi nách, không có mùi cơ thể, rồi phải khéo léo, công dung ngôn hạnh, nói năng thì từ tốn, ngủ không nhái, thì mới được tuyển vào bên trong. Qua rất là nhiều bước như vậy, thử thách rất là nặng nề. Và khi tuyển vào thì họ phải học cách đi lại, cách đi đứng, rồi cách ăn nói chung là những cái tư cách để trở thành người của hoàng gia hoàng tộc. Cho nhà vua và hoàng hậu để hỏi đáp xem cái khả năng của người ấy ra sao. Và nếu mà lọt vào cái vòng ấy thì sẽ tiếp tục đi đến vòng 2. Vòng 2 thì sẽ kiểm tra sức khỏe. Là mấy vòng á, nghe giống như là đi thi tuyển hoa hậu bây giờ vậy đó. Cũng phải nghiêm ngặt. Kiểu thế. Biết đâu tuyển tú của nhà Thanh lại là một cái nguồn cảm hứng cho mấy cuộc thi hoa hậu bây giờ thì sao? Có thể là thế. Bây giờ chúng ta đang đứng ở một cái ngã ba rất là quen thuộc ở trong phim nè. Nói đây là cái gì? Tư môn. Hả? Từ cái trung tư môn mà. Phải không? Trung tư môn. Mà trung tư môn trong phim là quý phi giới thiệu trung tư môn là nơi mà để cầu con ấy. Coi bản thân là cách thật sao? Nô tỳ không dám. Hoàng thượng thường nói trung tư môn có ngụ ý con cháu đại thanh đông đúc, là nơi thiêng liêng trong cung giúp con cháu đầy đàn. Phi tần nào muốn có long thai thì sẽ tới đây quỳ trước trung tư môn này để mà cầu cho liệt tổ liệt tông phù hộ để mà có được long thai. Mình nghĩ thì ngày xưa các phi tần ở trong cung có một cái cuộc sống như thế nào, có phải là rất là hào hoa không? Hào hoa thì là một cách ở trong cung so sánh với bên ngoài thôi, nhưng mà ở trong cung thì phi tần
nếu như Hà Vi thì Hà Vi sẽ không chọn cuộc sống như thế. Bởi vì là mình thứ nhất thì là phải đấu đá với các phi tần khác, thứ hai nữa là mình không có cái quyền tự do của mình để sống một cách theo những mong muốn của mình ấy. Khải xem nhiều phim thì thấy họ giống như là một cái máy đẻ hơn á. Nhiệm vụ chỉ là sinh con đẻ cái. Đúng rồi. Còn nếu mà nhiệm vụ chỉ là sinh con đẻ cái cho hoàng đế thôi. Nhưng mà đẻ được con trai thì còn có cơ hội thăng tiến nha. Đúng rồi. Mà đẻ ra một công chúa là thôi cấp bậc thậm chí còn bị hạ xuống. Nhưng mà thời cổ thì vẫn rất là nhiều người muốn vào trong cung. Thế là để đổi đời mà. Đới hậu đại hôn. Tuyển tú ngoài việc là tuyển phi tần cho hoàng đế thì cũng là để tuyển chính thơi và thứ thơi cho hoàng tử. Qua nhiều vòng tuyển chọn thì được lưu bài từ thì chính thơi được chọn làm Đích Phúc Tấn sẽ được trao gậy như ý. Còn thứ thơi sẽ là Trắc Phúc Tấn và Cách Cách là các thiếp. Khi mà một A-ca lên ngôi hoàng đế thì Đích Phúc Tấn sẽ được lập làm hoàng hậu. Khi một hoàng hậu qua đời hoặc là bị phế thì phi tần có năng lực sẽ được hoàng đế lập làm hoàng hậu kế vị. Đại hôn đế hậu thì được tổ chức dài tới 104 ngày. Thanh triều thì chỉ có 4 hoàng đế được tổ chức đại hôn là Thuận Trị, Khang Hy, Đồng Trị, Quang Tự. Vì từ nhỏ thì họ đã trở thành bậc thiên tử, như là Quang Tự trở thành hoàng đế khi mới có 4 tuổi. Tới năm 17 tuổi thì chọn Diệp Hách Na Lập Thị, mới 20 tuổi, là cháu gái của Từ Hy Thái Hậu làm hoàng hậu. Đây cũng là hôn lễ đình đám nhất của Đại Thanh dưới quyền chỉ đạo của lão Phật gia. Hoàng hậu sẽ ngồi kiệu từ Ngọ Môn theo ngự đạo đi tới Khôn Ninh Cung. Đế hậu sẽ đồng phòng ở đó trong vòng 3 ngày trước khi chuyển sang cung khác để ở. Còn đây chính là Khôn Ninh Cung thời bây giờ. Ngày nay thì cũng là một cái địa điểm mà thu hút rất đông khách du lịch tò mò tới đây để xem mà cách trình bày giống như là ngày xưa, đó là phòng tăng hôn, nơi động phòng của hoàng đế và hoàng hậu. Họ sẽ ở đây trong vòng 3 ngày. Có thể nói thì hậu phi rất là đông. Thời nhà Minh thì số lượng phi tần có thể lên tới 9.000 người. Còn thời nhà Thanh, Khang Hy thì có 55 hậu phi, Càn Long có 41 hậu phi. Trong kỳ tuyển tú thì đứng trước cổng thần Vũ Môn thì các tiểu nương ai cũng rất là ngây dại hồi hộp. Cảm xúc của họ thì rất là giống nhau, nhưng mà số phận lại cực kỳ khác nhau. Đây chính là Càn Thanh Cung. Ở đây có tiếng này, tiếng dân tộc này, tiếng cổ Mán. Đó chính là Càn Thanh Cung mọi người ạ. Càn Thanh Cung rất là gần với Dưỡng Tâm Điện. Dưỡng Tâm Điện là nơi sinh hoạt của nhà vua, nơi ngủ nghỉ, gọi là Tẩm Cung. Thực ra Tẩm Cung cũng là nơi mà thi tẩm. Và trong chốn hậu cung này thì chỉ có hoàng đế là người đàn ông duy nhất thôi, được ngủ với rất là nhiều thơi thiếp của mình. Và mỗi đêm như vậy thì hoàng đế sẽ lật thẻ bài, gọi là ngự bài. Và mỗi đêm như vậy thì kính sự phòng sẽ mang những thẻ bài đến cho hoàng đế. Và hoàng đế lật thẻ bài của ai thì tối đó người đó sẽ được thị tẩm. Và đó cũng là một cái ăn huệ. Và sau khi thị tẩm xong thì thái giám cũng sẽ hỏi hoàng thượng đó là giữ hay là không giữ. Nếu không giữ thì lập tức thái giám sẽ cho cái vị phi tần đó uống một loại thuốc để gọi là tránh thai. Còn nếu giữ thì tất nhiên người đó sẽ được sủng ái. Và Vy sẽ kể cho mọi người nghe về quy trình thị tẩm như thế nào. Cũng thấy là sau khi các phi tần tắm rửa xong thì sẽ dùng một cái chăn, thái giám sẽ dùng một cái chăn bông cuốn mình lại, cuốn cái phi tần lại và sẽ đưa thẳng vác thẳng sang cái Dưỡng Tâm Điện để thị tẩm. Dưỡng Tâm Điện ở bên kia. Thì tại sao lại dùng một cái chăn bông để cuốn và tại sao không mặc quần áo, mặc đầy đủ để sang? Đó là vì bởi vì ở thời cổ Trung Quốc là có một cái quy định rất là nghiêm. Quy định là khi mà đi qua đêm với nhà vua ấy thì chỉ có một tiếng đồng hồ thôi. Một tiếng đồng hồ, nếu mà khi mà mình mặc quần áo hoặc là trang điểm các thứ thì chưa cởi áo xong thì thời gian đã đi qua rồi. Để tiết kiệm thời gian, đầu tiên là để tiết kiệm thời gian. Và thứ hai nữa là để
bởi vì trên người mình không có gì hết để đảm bảo an toàn cho nhà vua, để khỏi phải, bởi vì trong thời nhà Minh thì cũng từng có xảy ra câu chuyện là Phi Tần mang một cái sợi dây gì đó để muốn giết hại mua xác hoàng tử. Đây là hai cái nguyên nhân. Thì tắm chỉ được một tiếng thôi. Sẽ có đồng hồ và cái thái giám sẽ nhắc 3 lần. Nếu mà lần thứ 3 thì nhắc xong thì vẫn chưa xong việc thì thái giám sẽ bước vào luôn để kéo Phi Tần về giữ sức cho nhà vua. Bởi vì ngày mọi người nghĩ đi, đêm nào vua cũng phải thị tẩm hết thì sức đâu đúng không? Bởi vì phải có giới hạn, không thể một người mà 2-3 tiếng được. Thật ra một tiếng là nhiều rồi đó chứ, bình thường mình có 5-10 phút rồi. Một tiếng là nhiều rồi đó. Lần thử cũng là số 1 rồi đó. Rồi thượng còn một tiếng là nhiều lắm rồi đó. Tại vì hoàng thượng toàn là ăn sơn hào hải vị đúng không? Nhân sâm nè, thượng hạng. Nên có thể một tiếng. Bởi vì hoàng đế còn có nhiều việc nhà nước, những chuyện nhà nước để giải quyết, thế nên là phải giữ sức. Cuộc sống của các phi tần mỗi ngày chỉ là quan tâm xem tối qua ai được lên long sàng hay là hoàng thượng ngủ ở cung nào. Quy tắc là hoàng thượng cũng không được chỉ thị tẩm có một người mà phải dàn trải điều ra. Do số lượng phi tần quá nhiều nên có những phi tần cả đời héo hon đóng màn nhện luôn. Hoặc là có dư giả chút xíu thì đút lót cho bọn hoạn quan để mà đề cử tên mình nhắc nhẹ cho hoàng đế, tối đó thị tẩm với em nha. Theo nguyên tắc thì hoàng hậu hay là hoàng quý phi sẽ được ưu tiên thị tẩm vào những đêm trăng tròn, vì người ta tin rằng lúc đó khí trời âm nhất, rất là dễ đậu con và long thai cũng sẽ tráng kiện. Cung nữ và thái giám thì muốn hai người ở chung với nhau để cho cuộc sống mình tốt hơn, nhưng mà về sau cứ ở lại gần với nhau lâu rồi thì cũng dần dần có tình cảm với nhau. Thế là sau này thì vì là nhà vua cũng thông cảm với cung nữ và thái giám, bởi vì ban ngày đã làm việc cho hoàng hậu và nhà vua rất là lâu, rất là mệt rồi, và buổi tối thì khi mà mình cũng rất buồn, cũng cần có một người để ở bên cạnh để san sẻ. Thế nên là cũng có nhiều đôi cung nữ và thái giám ở lại với nhau. Vậy là cái đó trong phim gọi là đối thực ấy. Đúng rồi. Gọi là thái hậu à? Ở tiếng Trung có là thái phụ, thái hậu. Thái giám là đi với phi tần rồi. Thái giám chứ, nhiều người là thái giám mà không thấy như vậy. Đi Thiền An đi. Đi Thiền An. Đi Thiền An đi. Hoàng đế hay đi khi mà đi thăm các phi tần hả? Thì sẽ đi trên con đường này. Rồi mà mỗi bên sẽ có những cái cung và những phi tần sẽ tìm cách thu hút sự chú ý của hoàng đế bằng rất là nhiều cách. Có người thì chơi đàn, có người thì thả bơm bướm, có người thì thả đom đóm, hoặc là ca kinh kịch để mà thu hút sự chú ý của hoàng đế. Và hoàng đế biết đâu nếu mà thích giọng hát hay là kỹ nghệ của cung nợ phi tần nào đó thì sẽ ghé thăm cung đó và thị tẩm ở ngủ qua đêm tại cái cung đó luôn. Đó là trong phim ha. Nói chung là có rất là nhiều chiêu mà để thu hút sự chú ý của hoàng thượng. Bởi vì hậu cung 3.000 cung nữ hả? Thì làm cách nào mà để cho hoàng đế không quên mình? Là cạnh tranh rất là quyết liệt. Bởi vậy mới có phim cung đấu đúng không? Đúng rồi. Rất là thú vị khi mà được vào trong cố cung và thấy rất là nhiều các phi tần ăn mặc rất là đẹp. Đặc biệt là vào mùa đông thì họ trang điểm càng đẹp hơn. Nhưng mà ở đây cũng không mở cửa. Đây là chỗ tư cung hả? Không phải. Không. Trường Xuân Cung chứ. Trường Xuân Cung là ở phía bên kia. Thôi mọi người xem phim nhiều thì có nhớ là nương nương của Dược Không Cung không? Đó chính là hoàng hậu, kế hậu Ô Lập Na Lập Thị. Và đây chính là cung của Như Ý. Sau khi ra khỏi lãnh cung về thì Càn Long cảm thấy rất có thương cảm, tội lỗi với Như Ý thì đã sắp xếp cho Như Ý vào Dược Không Cung này. Nhưng mà theo Vi nói thì Dược Không Cung cũng là một cái lãnh cung luôn. Tại sao? Đúng rồi, nhưng mà ở trong phim thì là khác với sự thật. Như Ý là một hoàng hậu. Kế hậu cắt tóc. Và vì chuyện đó thì Càn Long sẽ rất là tức luôn. Và Càn Long sẽ họ là Như Ý sẽ đã ở trong này và bị vua Càn Long
giam nương nương giam ở trong này luôn. Thế nên đây cũng là một cái lãnh cung. Nhưng mà thực ra thì ở trong cố cung thì không có cung điện nào viết tên là lãnh cung luôn. Thật ra lãnh cung tức là lạnh lẽo, một cái cung trở nên vô cùng lạnh, không cần không ai quan tâm nữa thì trở thành lãnh cung. Và chính cái cung của nương nương đó ở cũng có thể trở thành lãnh cung luôn. Bế quan tỏ cản, không ai được phép đi ra vào. Ok. Mà theo văn hóa của Trung Quốc thì cái cửa này có ý nghĩa như thế nào? Bình phong à? Bình phong để làm gì? Để chặn những cái việc chuyện không may, chữ tà. Khi nào thì được mở ra? Mở ra thì chắc là khi mà sắc phong hoặc là sắc phong hoặc là lễ Tết đúng không? Để đón cái luồng gió ban. Sắc phong thì sắc phong hoặc là những chuyện lớn, những nghi lễ lớn. Giờ mình xem nội thất bên trong còn gì. Đây có lò than nữa nè, lò than giống trong phim mình thấy nè. Đốt than lên lấy cái lồng chụp lại. Này giống phòng ngủ không? Phòng ngủ nhỏ vậy. Và một trong những cái phủ rất là quan trọng ở trong cố cung đó chính là phủ nội vụ, chuyên phân phát những cái vật dụng thiết yếu hàng ngày ở trong cung. Như là đây là một cái cung thuộc phủ nội vụ có tên là Hang Băng. Hang băng này thì được trữ vào những cái dịp mùa đông khi mà nước ở xung quanh hồ của Bắc Kinh bị đóng băng, thì người ta sẽ đem băng và chắc ở trong những cái gian phòng rất là kín như thế này, vào trong đó thì rất là lạnh. Ở trong này thì có thể dự trữ thực phẩm, dự trữ thức ăn, và đến mùa hè khi mà thời tiết của Bắc Kinh rất là nóng thì băng sẽ được nội vụ phủ phân phát cho các cung. Đây chính là hầm băng trong cố cung nè mọi người. Hầm băng bây giờ là dùng để trở thành một cái nhà hàng. Hầm băng này ngày xưa thì là nơi chứa băng ha. Này là do ngựa thiên phòng chuẩn bị đó nha. Hầm băng bây giờ đã trở thành một cái nhà hàng. Giá trong này được không? Một phần gì là bao nhiêu? Nói anh đi rồi xíu nữa đổi nè. Khoảng tầm 50 tệ. 50 tệ một phần. Mùa hè ở Bắc Kinh rất là nóng nực. Thì sẽ bỏ thức ăn vào đây để mà giữ mát cũng như là giải khát vào mùa hè và phân phát băng đến các cung cho các phi tần để giải nhiệt vào mùa hè. Ở đây cũng giống như là một cái tủ lạnh khổng lồ của Tử Cấm Thành vậy đó. Hầm băng rất là rộng và trong Tử Cấm Thành thì có tới 5 cái hầm băng như thế này. Thậm chí là ngày xưa còn có những cái tủ lạnh bằng gỗ nữa, rất là đặc biệt để chứa thực phẩm, để chứa trái cây, mang rất là nhiều đồ tươi ngon và lạnh đến cho các cung phi và các phi tần. Trong phim chúng ta thấy khi mà mùa đông lạnh như thế này á, thì mỗi phi tần sẽ có một cái bình để cầm bỏ than ở trong đó đúng không? Đúng để rồi, giữ tay. Đó là giữ ấm tay. Ngoài ra mỗi cung thì đã sẽ được phân phát than. Đúng rồi. Than hồng để mà giữ ấm ở trong cung. Và mọi người thắc mắc là với Tử Cấm Thành rộng như vậy thì ngày xưa hoàng đế cũng như là những cái phi tần họ sẽ di chuyển như thế nào không? Và mỗi khi di chuyển như vậy thì mọi người thấy là có tùy tùng đi theo rất là nhiều, nào là thái giám, nào là cung nữ, thì họ bưng trên tay rất là nhiều những vật dụng, thì mỗi vật dụng có chức năng như thế nào. Nói chung là chốn hậu cung của Tử Cấm Thành cũng giống như là một thế giới thu nhỏ vậy đó, có rất là nhiều tầng lớp và những cái tầng lớp rất là nổi tiếng, rất là nhiều người quan tâm, đó chính là thái giám, thị vệ, cung nữ, các phi tần và những cái thái y. Và có một quy tắc mà để tồn tại trong chốn hậu cung này là các phi tần phải thực sự rất là cao tay. Để mà trở thành sủng phi cũng như là có thể được gặp hoàng thượng, họ có những cái chiêu thức mà có thể hấp dẫn hoàng thượng rất là độc đáo. Và họ hãm hại nhau như thế nào? Đa phần ở trong này thì họ sử dụng đó chính là độc dược, hay còn gọi là vũ khí sinh học rất là cao tay.
Ở trong chốn hậu cung như thế này thì chỉ có hoàng thượng là người đàn ông duy nhất thôi. Để đảm bảo không có người đàn ông nào có thể qua lại tư thông với những cái phi tần của mình thì đàn ông vào trong này phải có lệnh bài thì mới có thể vào và chỉ được gặp hoàng thượng thôi, không được qua lại nói chuyện với những cái phi tần của hoàng đế. Nhưng mà trong cung vẫn có hai giới đàn ông. Thứ nhất đó chính là thị vệ và thứ hai đó chính là ngự y. Vậy mọi người có thắc mắc là tại sao thái y cũng như là thị vệ lại không bị tiếng không? Đây là một cái khu phố cổ, chúng ta sẽ đi vào tham quan một bảo tàng rất là đặc biệt, bảo tàng độc nhất vô nhị ở Trung Quốc, đó chính là bảo tàng thái giám. Cuộc đời của những thái giám luôn gây ra rất là nhiều những cái tò mò, đúng không? Chắc chắn rằng ai cũng thắc mắc khi mà tịnh thân thái giám thì người ta sẽ cắt cái gì. Câu trả lời: một, cắt trứng; hai, cắt phần thân; hay là ba, cắt cả hai, tức là cắt hết. Và khi mà cắt xong thì người ta sẽ sinh hoạt như thế nào khi mà không có bộ phận sinh dục. Bởi vậy thì vào thế bảo tàng này sẽ cho chúng ta tìm hiểu về cuộc đời cũng như là cách tịnh thân của những thái giám thời nhà Minh như thế nào. Một nơi rất là yên tĩnh. Mày veo. Chúng ta vào đây để mua vé. Vé như vậy? 18 tệ. Rồi, chuẩn bị có vé vào để chúng ta tịnh thân rồi nha. Ai hy sinh tịnh thân trước đây? Em nha. Em trẻ đó, không bị đau đâu, anh sợ lắm. Chỉ cần một nhát dao thôi là điến người rồi. Phải không? Chính giữa đó là phần mộ của thái giám Điền Nghị. Xung quanh còn có nhiều phần mộ khác của những thái giám dưới trướng của Điền Nghị. Thái giám Điền Nghị được hoàng đế Vạn Lịch mai táng ở đây chung với những thái giám dưới trướng của mình. Có khoảng tổng cộng 5 thái giám được chôn cất chung ở phần mộ này. Trời ơi, cái gì vậy? Giống như trong phim mà mình hay thấy thì có phần mộ á. Lạnh xương sống quá. Trời ơi, cái gì vậy? Xấu quá à. Thái giám mà cũng có mộ phần còn hoành tráng nha. Cũng có cửa đóng lại nữa nè. Nhìn nhung ớn rồi, lên xước rồi kìa. Đây là đường đi xuống bên dưới hầm mộ của cái gì vậy trời? Hiện nay thì trong bảo tàng còn trưng bày một xác ướp nguyên vẹn bí ẩn được cho là của Hoàng Chiết Ngô, quan ngự y tứ phẩm thời vua Khang Hy. Ôi, không quay được không? Đây là xác ướp duy nhất được khai quật ở Bắc Kinh vào năm 2016. Nhưng mà kỳ lạ là ở chỗ đồ mai táng theo lại là quan phục của nhà Minh, nên đây vẫn còn là một cái bí ẩn. Hơn nữa thì dù còn nguyên vẹn nhưng mà phần dưới hạ bộ không có được tìm thấy, hoặc là đã mục nát hết, nên các nhà nghiên cứu cũng sẽ đoán đây là một cái hoạn quan. Như vậy thì không lẽ ngày xưa một vài thái y cũng bị đem ra cung hình hay sao? Thái giám ở Trung Quốc đã xuất hiện từ rất là lâu, từ hơn 2000 năm trước. Với những đứa trẻ muốn nhập cung, làm việc chung với những cung nữ và hầu hạ hoàng thượng cũng như là hầu hạ thê thiếp của hoàng đế thì bắt buộc dưới 7 tuổi là phải thực hiện cung hình. Người ta nói rằng khi mà tịnh thân xong thì giọng nói sẽ thay đổi, nhưng mà đó là trong phim thôi. Thực tế thì chỉ có bây giờ người ta tiêm hormone thì giọng nói mới thay đổi, chứ chưa chắc các phần đó đã thay đổi giọng nói đâu. Cuộc sống là một sự đánh đổi. Hoạn quan đã sẵn sàng bỏ đi ngọc khí đàn ông để được làm việc trong hoàng gia, trong Tử Cấm Thành. Trước khi vào cung thì họ sẽ được nội vụ phủ kiểm tra xem là đã được cắt hoàn toàn chưa, tức là cả hạ bộ đều được bằng phẳng như là phụ nữ. Một quy trình hết sức đau đớn với trình độ y học vào thời đó. Trước và sau khi cung hình đều không được uống nước trong vòng vài ngày để tránh phải đi tiểu. Sau khi cắt thì một cái nút được nhét vào. Nếu sau 3 ngày mà nút tháo ra đi tiểu được, tức là còn đường sống. Còn nếu như mà không đi tiểu được thì coi như là phẫu thuật bị lỗi, hết đường sống. Nếu bình an thì sau 3 tháng lành lặn sẽ được vào nhập cung làm nô tài. Họ thường có tâm lý bất ổn và hơi bái thiến. Nghe đồn thì ở trong cung còn có một nơi là thằng hình ti, chuyên cất giữ các túi ngọc dương, có treo tên của các thái giám trên đó. Khi chết sẽ được chôn chung với nhau để mong kiếp sau được làm người đàn ông chân chính. Mọi người nghĩ thì tiền kiếp của mình là ai? Có mình nhớ thì có lần mình nhận được một cái tin nhắn của một bạn, đó là bạn nói bạn là gì, tiền kiếp của bạn là
cung nữ ở trong cố cung, nên bạn có thể nhớ lại rất là rõ cố cung dù bạn chưa từng đến Thượng Cấm Thành bao giờ. Vì đó là nơi gắn với mình rất nhiều ký ức ở kiếp trước, một cô gái Trung Hoa, vùng Chiết Giang, không biết triều nào. Nhưng mình biết mọi trang phục, kiếm và khung cảnh. Còn kiếp trước nữa là mình thiên đạo, mình phải trải qua 3 lần mới về được tiên giới. Số kiếp này của ta vốn dĩ chỉ làm áo cười cho người ta. Thời thiếp chưa bao giờ thật sự có được một người phu quân hoàn chỉnh. Ở trong cung của người có biết bao nhiêu phi tần, nhưng có mấy ai tận lòng với người. Hoàng thượng và thần thiếp đã từng kết thúc làm vợ chồng. Bây giờ thần thiếp được đi quan hệ giữa Thanh Anh với Hoàng Lực. Rồi con đường này quay rất là nhiều những bộ phim này nè. Mọi người nhớ quen không? Đây là cảnh mà Lan Đăng Kiệt ngồi đây khóc thị tẩm. Khóc khi mà Dễ Nguyễn đi thị tẩm nè. Trong phim Như Ý Chuyện. Rồi trên bức tường này nè, nhát ma. Rồi trong phim Di Hi Công Lược nè, ma xuất hiện trên bức tường này nè. Đây là con đường mà Hoàng hậu rồi hay đi ngang, đi khiên kiệu ngang trong phim Như Ý nè. Rồi quý phi chạy dữ kìa. Mấy quý phi lái xe thì mắc cười. Hồi xưa mà có mấy xe đó, cái mấy bả đi dữ lắm. Khỏi cần đi kiệu, chạy cờ cờ luôn. Khỏi chuyện thái giám gì hết trơn. Và sau lưng mình đó chính là Tường Ninh Cung, đó chính là nơi ở của Thái Hoàng Thái Hậu cũng như là Hoàng Thái Hậu. Và có một người rất là nổi tiếng trong phim Như Ý Chuyện đã từng ở tại đây vào những năm cuối đời, đó chính là Sùng Khánh Hoàng Thái Hậu, đó chính là thân mẫu của Hoàng đế Càn Long. Và mỗi tuần như vậy thì những phi tần trong cung chỉ có làm nhiệm vụ đó là trang điểm thật là đẹp để mà đi tới đây chúc phúc đến thỉnh an Hoàng Thái Hậu. Ngoài ra còn có một cái lời đồn về một cái giếng ma mị ở trong Tường Ninh Cung nữa. Đó là một cái giếng mà ban ngày thì là không có nước, nhưng mà ban đêm nhìn xuống thì sẽ thấy nước lấp lửng ở bên dưới. Nhưng mà đặc biệt là nếu mà có một cung nữ nào đó nhìn xuống thì sẽ không thấy bóng của mình ở trong cái giếng này. Mà ở trong cổ cung ấy thì có 72, khoảng 72 chiếc giếng. Mà mọi người phải có biết là tại sao, mặc dù rất là nhiều giếng như vậy nhưng mà mọi người vẫn phải đi ra đến tận núi Ngọc Quyền để lấy nước cho sinh hoạt hàng ngày của cổ cung không? Tức là nghe đồn là mọi người trong này đấu đá, có thể dùng vũ khí sinh học bỏ vào nước ha, rồi ám hại lẫn nhau. Đúng rồi. Nên không ai dám nước trong cố cung hả? Đúng rồi. Là không phải là vì cái nước ở trong giếng không sạch, mà là vì bởi vì là ở cố cung thì có nhiều đấu đá với nhau, thì có nhiều phi tần ý thường được bị bỏ vào trong giếng. Thế nên là cái nước đó thì người ta không dám uống. Rồi cái thứ hai nữa là nếu mà ở trong cung thì có ai muốn lưu hại nhà vua thì cái đầu bỏ độc vào bên trong thì sợ là không an toàn cho nhà vua. Thế nên là mọi người sẽ không uống nước ở trong giếng mà từ lấy nước từ núi Ngọc Quyền ra để tận đây để mà uống. Vì biết là hạt đỉnh hồng không? Hạt đỉnh hồng. Chỉ cần bỏ vài viên hạt đỉnh hồng vào thôi ha. Đây là tập đúng không? Trong phim hay ban hạt đỉnh hồng ấy. Dù như quý phi nào đó mà gây tội thì hoàng đế sẽ ban một chén hạt đỉnh hồng, rồi xong rồi phi tần đó ra đi luôn, uống một chén thôi là đi. Hạt đỉnh hồng biết trong tiếng Trung là gì? Khưa tỉnh hồng. Chắc là thế, khưa tỉnh hồng. Đó là chất độc đúng không? Khưa tỉnh hồng, chất độc. Mà thấy giống như có vết hằn ở trên á, hình như là người ta cũng kéo nước lên hay sao. Mà thấy có vết hằn xung quanh nè, giống như bị mòn ấy. Bởi vì sợ không an toàn thì người ta sẽ làm lại thành một cái giếng bên trên là nhỏ nhỏ như vậy thôi. Trước đây thì là rộng khoảng như một ngôi đình như này. Cái này có thể kéo lên nha, có cái gì nè, nước mình kéo lên nè. Thì nước sẽ lấy từ dưới. Nhưng mà bạn có thể sử dụng để giống như trà rửa sàn nữa đúng không? Được. Vệ sinh cung thì lấy nước này. Nước sinh hoạt, nước uống thì là mình... Nước uống thì sẽ lấy nơi khác. Chắc ai cũng biết về Diên Hy Cung. Diên Hy Cung nghe tên thôi đã biết trong phim gì rồi. Nhưng mà thực tế thì lại khác hoàn toàn với trên phim. Đúng rồi. Trong sẽ thấy. Vì sẽ giải thích nhiều hơn về câu chuyện của Diên Hy Cung. Và Diên Hy Cung thì này thì có thể nói là một cái cung xui xẻo. Không may mắn nhất ở trong cái cung ấy.
ngày xưa là muốn xây một cái thủy cung ở đây, bởi vì là trước đó thì ở đây từng bị xảy ra một đám cháy, thì tất cả các công việc ở trong này đều bị phá hết rồi, bị cháy hết rồi, thì chỉ để lại một cái cổng thôi. Và về sau đó thì là muốn xây thủy cung để giảm bớt, lại dùng nước này chặn cái lửa đó. Nhưng mà thủy cung về vì tài lực không đủ, thế nên là cũng dừng lại giữ chừng. Và về sau đó nữa là bị ném bom xuống. Thấy kiến trúc rất là phương Tây. Đúng rồi. Và xung quanh đó cũng lạ nữa, nhìn không có giống kiến trúc của Trung Quốc luôn, nhìn giống như nhà Lao vậy ta. Nhà Lao, mọi người xem ở phía đây, phía dưới này giống như đài phun nước vậy đó ha. Đúng rồi, đài phun nước bên trên cọ nữa, cũng rất là cầu kỳ luôn. Mời mọi người vào trong để chiêm ngưỡng những báu vật vô giá của Trung Quốc. Thank you.
Trời ơi, chứ bây giờ mình đi tham quan mà cái tổ hợp cung đình hoàng gia nào mà rộng lớn đến như vậy. Đi gì đâu mà chạy gần chết mà cũng không kịp nữa, đã đi từ sáng sớm rồi đó. Vào bên trong của cung bây giờ nếu mà không có đọc qua tài liệu lịch sử hay là coi qua những bộ phim thì chắc chắn mọi người vào đó cũng sẽ thấy được một cái xác không hồn thôi. Quan trọng là chúng ta phải nắm được những câu chuyện về lịch sử, về hậu cung, về tiền triều và hậu triều. Thì quả thật đến cố cung sẽ là một trải nghiệm rất là thú vị, giống như là được hồi quy vậy đó. Bây giờ thì mọi người đang bước ra khỏi thần Vũ Môn. Vậy thì là hôm nay mình đã kết thúc chuyến hành trình khám phá cố cung với Pa Ho Ca. Ôi, thần Vũ Môn ngày xưa là nơi chính thức nhập cung của các cung nữ và phi tần. Trời ơi, là nơi xuất cung của các du khách. Và hôm nay mình đã xuất cung. Đã là xong một chuyến hành trình khám phá rất là mệt mỏi. Hôm nay không mà mình đến bộ đi tới 12 cây số. Khoảng tầm 12 cây số đấy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Mình đi mãi. Cảm ơn Huy rất là nhiều về những lo hiểu và chia sẻ về từ Cấp Thành. Và rất mong là sau này Huy lại có thể tham gia tiếp vào chương trình của Bao Ca trong những hành trình tiếp theo của Bao Ca. Nếu mà Huy có dịp sang Huế quay cố cung cổ Việt Nam thì mình sẽ thật nguyện với dọc để so sánh xem ở tỉnh Cấp Thành Việt Nam, tỉnh Cấp Thành của Bắc Kinh Trung Quốc có khác nhau gì không? Rất là mong. Để có một cái gì? Chưa ạ. Và đó có tỉnh Cấp Thành của cung đó. Thì thế là mình hiểu. Rồi, nó bỏ Huy.